Chào ông bà cô chú, bây giờ hai mẹ con đang chờ bác sĩ và chờ bố đến. Thì lúc nãy là Thủy cho Bon và Moon đi khu vui chơi chơi, thì ở đó khu vui chơi trẻ em là chính. Thì lúc mà Bon đang đi xe đạp thì có một bạn lao xuống dốc, và bạn tầm 13 15 tuổi, cũng lớn lớn to hơn Thủy luôn á, lao tông trực diện với em Bon luôn. Bạn cũng lăn vài vòng luôn nữa. Và lúc đó thì em Bon nằm khóc, thì đợi em Bon ngồi dậy thì em Bon tầm 2 3 giây sau thì máu tuôn từ miệng ra vào luôn và ướt hết cả tay của Thúy và áo và cả đồ của Bon nữa, và một cái khăn nữa, Thúy đã vứt cái khăn đó đi rồi. Con uống con uống con đỡ đau mà. Con uống là con đỡ đau mà, mẹ chưa nhá. Xong cái vỏ em rồi. Con uống là con đỡ đau á. Con tự uống đi. Uống xong bố lại cho sách đi. Chưa tâm anh xa mình. Ủa tên ít cái bị đại kì nè. Farò sapete. Đây nè mẹ đọc cho con à. Đây nè mẹ đọc cho con, cẩn thận cái miệng nhá. Cẩn thận đụng cái miệng đau em nhá. Thương quá này. Em còn đau chỗ khác không? Em còn đau chỗ khác nữa không? Không à. Con bị đau miệng á, dập cái môi rồi môi sưng vèo hết rồi. Ừ con đau đó. Con đau chỗ khác nữa. Con để yên cho mẹ xem nào. Thương xót hết cả ruột mày ơi. Rách hết cả cái chân này. Thương em á, cái thằng kia đi hư quá nhờ. Thương em Bon của mẹ có may mà đội mũ bảo hiểm chi. Mặt đâu còn gì nữa đâu. Mắt không là mắt à. Người xương không bây giờ còn sưng mỏ nữa chứ. Tội nghiệp em quá. Thương em bé của mẹ. Bữa nay không đi xe đạp nữa nhá. Xe đạp như này không đi nữa nhá. Vivi lên đây mẹ. Mặc áo anh Bon, mặc quần anh Bon. Giỏi quá, giỏi quá. Thương Vivi quá à. Vivi. May mà chưa bị rụng cái răng nào chứ. Thương ta ba à. Thương em lắm à. Nhà Thúy vừa kiểm tra sơ bộ cho em Bon xong rồi. Bây giờ hình nãy giờ em Bon đói bụng lắm và chỉ ăn được kem thôi. Lúc đầu không ăn được mà xong dần dần lưỡi liếm. Liếm là vẫn ăn được. Tội nghiệp Bon á, mồm bây giờ veo lên luôn. May mà răng không có bị lung lay cái nào. À, hai bố con khám xong bác sĩ còn cho. Đẹp quá hả? Đẹp không Bon? Cái miệng máu không lau không cho. Mặt Bon bị phể qua, về đây lạnh quá bị phể nè. Đếm nước. Lau xong bị khô quá Bon không cho. Chút về lấy khăn lau cho Bon. Thương quá à. Tự nhìn thấy mình trong gương buồn cười quá cho nên là cười. What that mean? He gets his face covered. Muốn mệt nào? 8 giờ đêm rồi, 8 rưỡi rồi cả nhà. Trời còn sáng nhưng mà đã 8 rưỡi đêm rồi. Bây giờ ba mẹ con đang chờ Yuri mua đồ ăn. Con không chạy được, mẹ không bé em được. Em phải nằm đây mới an toàn chứ. Bon thì vẫn không cho lau miệng. Tại vì đau quá, lau Bon không cho lau. Mệt đó mà. Chú Ti à, em muốn chú Ti à. Mẹ cho chú Ti một chút nhé. Chú Ti tì bố ra là không được chú Ti nữa nhá. Tì bố ra là em phải nằm vào nhá. Ok. 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 Vi có ba. Vi sắm nay xong cái răng rồi về. Moon nè, sao mày sáu cái răng lại buồn cười quá. Moon. Bon đau rồi vẫn nghịch nha, Bon ngồi yên vào, bố lâu quá, bố
đi chờ trong kia ra mà lâu quá. Vivi xinh đẹp ơi. Vivi xinh đẹp ơi. Vivi xấu. Cưng quá. Ôi dồi ôi dồi. Bố nha. Bố ra rồi hả? Bố mua kem cho Bon chứ, ngày mai là cả ngày Bon chỉ ăn kem thôi, đâu ăn cơm được đâu nhỉ. Thơm á hả? Thơm á hả? Xe vừa đậu ở bãi đậu xe ở nhà Thúy thì có bác bán kem chạy qua như thế này. Thì Yuri bảo đi dẫn Bon đi mua kem đi, tại vì Bon bị đau miệng này, ngày mai cũng không ăn được đồ mặn á. Nên là cho bé Bon ăn kem và giảm sưng. Bác sĩ cũng dặn là ngày mai ăn thật nhiều kem để giảm sưng. Thế là Thúy dẫn Bon đi mua kem như thế này. Và Bon cũng rất là thích mua kem ở xe kem như vậy. Thì nó giống như là ký ức tuổi thơ sau này của Bon. Tại vì bố của Bon cũng có ký ức như thế này. Cho nên mỗi lần xe kem đi qua là nhà Thúy luôn mua kem. Mặc dù kem trong tủ vẫn còn nhiều. Lấy hai hộp kem cho Bon rồi. Đi sát vào con, let go. Bây giờ không có xe nữa, con đi thoải mái đi, không có xe nữa. Bạn lúc nãy có tông Bon xong thì bạn cũng sợ và đứng qua một bên để chờ coi có cần phải chịu trách nhiệm gì không. Và rồi đứng chờ mãi đến lúc mà nhà Thúy kêu là nhà Thúy đưa em Bon đi bệnh viện. Và Thúy kêu là thôi lần sau em đi cô cẩn thận lại là được. Xong rồi bạn ấy mới chơi tiếp. Kävikö hakemassa jäätelöä? Jaha. And I asked him he can have one more thing and he said no, he did one but it's so hard. Hôm sau thì Yuri xin làm việc tại nhà để phụ trông con, tại vì em bé còn đau á. Nhưng mà Bon vẫn cứ muốn đi chơi, thì muốn đi xe đạp, mà Thúy thì không muốn cho Bon tự đi nữa. Chỗ đó cũng hơi nguy hiểm nữa, tại vì lúc Bon chưa có lành hẳn. Thế là Thúy phải chờ em Bon đi chơi cùng xe đạp và rủi chị Diana, tại vì chị Diana được nghỉ hè rồi. Thì hai anh em cùng đi xe đạp như thế này thì nó an toàn hơn. Và đến cái nơi mà ít người chơi á, thì như thế thì em bé sẽ an toàn hơn một chút xíu. Ôi Ken. Wow, có thấy Diana chưa? Bây giờ nhà Thúy đang đi vào, đi xuyên qua một cái gọi là cái rừng công viên. Đây là cái nhà trẻ ở Phần Lan, nhà trẻ trường công. Đây là sân bóng đá. Nhà Thúy sẽ đi ra cái hồ, hồ ở đó có vịt á. Em Bon phải muốn chơi. Ô, ta ta bay ca. Bây giờ bay ca sao hả luôn. Ít tù mà hả. William. William ơi, thương cái mỏ nhọn hoắt kìa. Cái mỏ vẫn còn sưng húp. Nhưng mà Bon đòi đi xe đạp. Ngươi, giúp con đi. À, giúp con mang này á. Con xin chào ông bà, cô chú đi. Ông bà, chú bụ. Bon bị đau ở đâu? Bon chỉ ông bà xem. Bon đi đau đây. Ồ, còn đau nhiều không? Đau nhiều. Ồ, nhưng mà Bon đòi đi xe đạp nên Thúy phải cho em Bon ra đây. Tại vì ở đây thì không có xe đạp của mấy đứa lớn á. Ở đây thì bình yên hơn cho nên cho Bon ra đây cho Bon chơi. Tội nghiệp hôm qua hay là đội mũ bảo hiểm đấy nhỉ. Bây giờ đội mũ kính này cho chắc. Đi với chị Diana. Với em Moon. Moon đang phá đó. Đây còn mấy anh đang câu cá này. Yoshina, hello, Yoshina. Hello, Yoshina. Hello, Yoshina. Hello, Yoshina.
con xuống bờ nước nguy hiểm nhá. À không bắt được, vịt này không bắt được đâu nhá. Ở đây con không được bắt chim, không được bắt vịt đâu nhá. Nè, Vi xu lên cái đường này, đó, thấy cái đường cắt cát thấy không? Đó, cái đường có cát là con được đi nhá. Ok. Mẹ đi với con nhá. Ok. Để Diana ngồi với Emon nè. Diana, halo komena tai ya. Halo istu tala Vivi kansa. Ok, mina mena Vi xu kansa vahan. Ok. Bon đi mẹ nhá. Ok. Diana ngồi với Emon một chút, ở Diana đi nhá. Bây giờ mình đi trước nhá. Ok. Ok không Bon? Ok. Ok như nào? Em mua được đi phơi nắng thích quá. Báo cháy rừng trung bình này. Dã man chưa? Thế này mà lên 30 độ thì còn hoảng loạn nữa. Năm 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 năm. Năm 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 năm. Thơm quá, ngon quá. Hà luôn con mẹ nào rồi lắm. Bon đi với chị Diana không? Dạ. Hàn hà luôn mẹ nào xin luôn cân. Ok, đi cẩn thận nhá. Phải đi trên đường có cát nha chưa? Dạ. Ok, giờ đến lượt mẹ trông em mùn. Con đi với chị nhá. Dạ. Con chờ chị Diana cùng. Hai chị em thương chưa? Mấy năm nữa là thành Bon có thể đi được với em luôn như thế rồi. Vivi ăn nho nãy giờ luôn á Vivi à? Ừ. Ở bên này mà cái vòi hút này họ toàn làm bằng giấy cả nhà để bảo vệ môi trường. Hầm. Nên nè. Hầm. Hầm. Em thích cắn rồi thôi, cắn ra không bị hóc thôi. Em muốn bữa nay ăn thô giỏi lắm rồi. Nhưng mà vẫn phải trông em muốn cho mà em muốn ăn. Thành nát bếp ở nhà ra đó. Ngon quá. Đó. Let's go. Yeah.
Mùi sát cô. Ta xin cô tì. Ok.